quan đến việc báo chí quốc tế đưa tin thương hiệu thời trang H&M Thụy Điển đã đồng ý thay đổi bản đồ trên Internet theo yêu cầu của nhà chức trách Trung Quốc. Chiều ngày 3 tháng 4, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, bất luận vì lý do gì, hành động chỉnh sửa bản đồ online theo yêu cầu của Trung Quốc có đường lưỡi bò là vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế. Theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ, nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao. Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, không riêng Việt Nam, nhiều nước khác trên thế giới như Mỹ, Malaysia, Indonesia cũng phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông. Việc làm này của H&M đã đồng chạm đến vấn đề nhạy cảm là tinh thần yêu nước thiêng liêng của người dân Việt Nam, đã đi ngược lại tình cảm của người tiêu dùng Việt Nam đã dành cho thương hiệu này từ trước đến nay. Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói và cho rằng, trên mạng xã hội người tiêu dùng đang vận động tẩy chay nhãn hàng này là điều dễ hiểu. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu H&M đình chỉ và thu hồi những sản phẩm vi phạm đang lưu thông trên thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. Ông Nguyễn Mạnh Hùng kiến nghị, ngay sau khi thương hiệu thời trang H&M của Thụy Điển chấp nhận đòi hỏi vô lý của Trung Quốc bằng việc ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp, ngày 3 tháng 4, trên mạng xã hội, rất đông thành viên và người tiêu dùng Việt Nam lên tiếng chỉ trích, phản ứng dữ dội hành vi của nhãn hàng này. Rất nhiều thành viên mạng xã hội yêu cầu H&M sửa sai ngay, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng xã hội và người tiêu dùng hãy tẩy chay các sản phẩm của nhãn hàng này. Thậm chí rất nhiều thành viên trên Facebook còn yêu cầu H&M nên sớm rút khỏi thị trường Việt Nam nếu không sửa sai xin lỗi. Sáng ngày 4 tháng 4, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động trồng cây và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức đợt 2 năm 2021. Chương trình được tổ chức tại công viên ven sông Sài Gòn, phường Thảo Điền. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm trên địa bàn 34 phường thuộc thành phố Thủ Đức ra quân trồng cây xanh, tổng vệ sinh môi trường. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây và thả cá, góp phần bảo vệ môi trường sống của người dân. Ngày 3 tháng 4 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định số 35 QĐNS trên TW ngày 31 tháng 3 về việc Bộ Chính trị phân công chỉ định đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay ngày 4 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thông tin về 3 ca mắc mới COVID-19 từ ca bệnh 2627 đến 2629 tại Bắc Giang là những trường hợp nhập cảnh. Ca bệnh 2627, nam 43 tuổi là công dân Việt Nam ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ca bệnh 2628, nam 45 tuổi ở phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ca bệnh 2629, nam 38 tuổi, ở xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ngày 31 tháng 3, các bệnh nhân trên từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Giang. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Ninh 4 ca và Quảng Ninh 1 ca. Sáng ngày 4 tháng 4, ông Nguyễn Ngọc Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa cho biết, tại địa phương vừa xảy ra hiện tượng cá chết bất thường với số lượng hàng chục tấn, nhiều hộ nuôi cá bị ảnh hưởng. Hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện từ ngày 1 tháng 3 và kéo dài đến ngày 2 tháng 4. Theo thống kê, số lượng cá trên vùng Ngọc, xã Nghi Sơn bị chết, ảnh hưởng là 27,85 tấn, trong đó cá tự nhiên khoảng 2 tấn, còn lại là cá nuôi lồng với 25,85 tấn. Có 55 hộ dân tại xã Nghi Sơn bị ảnh hưởng bởi đợt cá chết này.
Ngoài xã đảo Nghi Sơn, hiện tượng cá chết cũng xuất hiện rải rác ở các phường như Hải Thượng, Hải Hà, Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn và một số địa bàn ven biển huyện Quảng Xương. Ngày 4 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thiện Toàn, 28 tuổi, ngụ ấp Trà Cuông, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Qua phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã theo dõi nắm tình hình. Đến ngày 3 tháng 4, công an đã bắt giữ Nguyễn Thiện Toàn khi đối tượng đang thực hiện hành vi sàm sỡ một nữ sinh trên đường đi học. Tại cơ quan công an, Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 4 tháng 4, công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết đã có kết quả giám định chất lạ mà nam học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông An Khánh bị nhóm bạn cùng lớp khống chế, đưa vào nhà vệ sinh rồi đổ vào miệng. Đại tá Trần Văn Sáu, trưởng công an quận Ninh Kiều cho biết, kết quả giám định cho thấy không có chất độc hại hoặc thành phần của ma túy. Qua thông tin xác minh thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là một loại dung dịch thuốc lá điện tử. Sáng cùng ngày, ông Trần Hữu Phước, cha của nam sinh lớp 10 cho biết, sức khỏe của em L hiện tương đối ổn định, thi thoảng còn than đau đầu. Hiện em đã đi học lại bình thường, tâm lý ổn định. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 4 tại cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, số 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong. Theo Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an thành phố Hà Nội, vụ cháy tại số 311 đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội là vụ cháy rất nghiêm trọng, khiến ít nhất 4 người tử vong. Vào khoảng thời gian trên, có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ. Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng của quận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong. Nói về nguyên nhân ban đầu, lãnh đạo quận Đống Đa cho hay khả năng do chập điện nên dẫn đến vụ cháy thương tâm trên. Ngày 3 tháng 4, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Soo Hyun thông báo Hàn Quốc cùng Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí cần phải giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ba bên tái khẳng định những nỗ lực chung nhằm nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng. Ngoài ra, giới chức ba nước cũng thống nhất những nỗ lực nhằm sớm nối lại tiến trình đàm phán Triều Tiên-Mỹ trong thời gian sớm nhất.